Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quý vị khởi lên cái tưởng như thế, bây giờ bất thình lình bàn chân quý vị trở nên tê cứng không nhấc nổi dù một bước, kết quả là bị rơi, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra vì quý vị đã phát khởi tưởng như vậy, nếu trong tâm quý vị không khởi dậy tưởng tượng mà chỉ đi với đôi mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi bước qua chiếc cầu độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy ra cả, nên hãy dứt khoát, lần sau sẽ cố gắng đi qua cầu với đôi mắt nhắm. Nhưng rồi quý vị cũng sẽ bị té như lần trước, vì quý vị không thấy đường đi. Nếu quý vị đi qua cầu với đôi mắt mở, quý vị sẽ khởi vọng tưởng về dòng nước cuồn cuộn phía dưới, khiến mình sợ hãi. Nếu quý vị nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị trượt và rơi xuống sông cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng nhắm mắt để cố giết chết vọng tưởng theo cách ấy là hoàn toàn không có hiệu quả. đây thật là vấn đề tiến thoái lưỡng nan nếu quý vị khởi vọng tưởng thì lòng bàn chân sẽ trở nên tê rợn nếu nhắm mắt quý vị sẽ rơi xuống vực sâu nhắm mắt không giải quyết được vấn đề. do vậy điều tối quan trọng là ở nơi đây tốt nhất là không khởi vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả kinh văn. Do nhân thọ sinh, năng động sắc thể nhữ kim hiện tiền, thuận ích vi tồn, nhị hiện khu trì, danh vi hư minh, đệ nhị vọng tưởng. Việt dịch, do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân nên hiện nay hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân ông, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Giảng do các thứ cảm thọ sanh khởi nó tác động đến xác thân do đó mà các thứ cảm thọ sanh khởi và tác động đến thân ông khi sinh ra quý vị bẩm thụ được xác thân có hình và thể nên hiện tại ông theo đuổi những cảm thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu nên hiện nay hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân ông các ông thích những thứ thuận lợi cho mình thuận ích và không ưa những gì tổn hại cho mình vi tổn đó là vọng tưởng hư minh thứ hai hai thứ cảm thọ hai thứ vọng tưởng ấy thúc bách nơi thân ông là lớp vọng tưởng thứ nhì đặc điểm của nó là hư minh hư nghĩa là không có thực nên loại ánh sáng này không có thực đây là loại vọng tưởng thứ nhì kinh văn do nhữ niệm lự xử nhữ sắc thân thân phi niệm luân nhữ thân hả nhân tùy niệm sở xử trùng trùng thủ tượng tâm sinh hình thủ giữ niệm tương ưng việt dịch do những ý nghĩ sai xử thân ông nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng, giảng do những ý nghĩ sai sử thân ông khi niệm tưởng sinh khởi nó có thể sai sử thân ông những vọng tưởng này có thể điều khiển thân ông nhưng thân ông thì không phải là tưởng nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng nếu thân và tâm là hai vật thể khác biệt thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng tại sao quý vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm tưởng ấy mà hành động một cách tương ứng ngay liền sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa tưởng ra tại sao thân của quý vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng ngay khi vừa khởi niệm thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng ra tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng tưởng là gì quý vị có thể có một niệm tưởng hai niệm tưởng cho đến mười niệm tưởng nhưng ở đây ý kinh đề cập đến một niệm tưởng